អូនអើយអូនបងស្មុកស្មាញខ្លាំងណាស់នេះស្មុកស្មាញរឿងខ្លួនឯងមិនអស់ដល់ពេលនេះស្មុកស្មាញរឿងអណ្ដំទៀតស្មុកស្មាញចាំមិនទៅបងគឺស្មុកស្មាញត្រង់ថាគេនឹងប្រពន្ធរបស់គេនេះឆ្លួរគ្នារាល់ថ្ងៃពេលនេះប្រហែលជាជិតលែងគ្នាហើយ អូនចាំទូរស័ព្ទឲ្យបងតិចចាបងអូរីដាមកអង្គុយសិនមកគ្នាមកតាមការណាត់ហើយណាសធីវី មនុស្សស្មានថាអញខ្លាយជាម្ចាស់សាឡននេះសោះកំប្រាប់ណាថាអញមានហ៊ុនឬក៏វិនិយោគទុននៅក្នុងសាឡននេះអឺណែពួកម៉ាក់សំឡប់ចិត្តគ្នាខំទូរស័ព្ទទៅនិយាយប្រាប់អញល្អល្អហើយហើយក៏ខំណាត់អញម្ដងហាងនេះគ្នាមិនមែនជាម្ចាស់ហាងអីទេតែប្អូនធัว របស់គ្នានេះគេចិត្តល្អណាស់ម៉ោះអញក៏ចុះសិនមកណាអឺថ្ងៃនេះគ្នាប៉ាអញក៏សោះគ្នាសន្យាថានឹងសងលុយអញតែអញមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលគ្នានិយាយទេរឿងអីតែផ្លេចបាត់ហើយព្រោះអញនិយាយច្រើនរឿងពេកគឺ រឿងប្អូនប្រុសគ្នានឹងណាក្រែងឯងធ្លាប់លួចចាប់ចិត្តលើប្អូនប្រុសគ្នានោះអីអហើយចុះវាយ៉ាងម៉េចវាជារឿងពីមុនតែឥឡូវនេះផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចទៅបើគេមានប្រពន្ធកូនហើយនឹងយើងទៅចាប់ចិត្តធ្វើស្អីទៀតទៅលឹកមុន អញក៏ហក់យើងថាគេលែងគ្នាយើងណាស់ប៊ីនឹងលងខ្លួនមួយសារហើយអឺណែពួកម៉ាក់ស្ដាប់គ្នាឲ្យច្បាស់ណាអញមិនឃើញរឿងអញ្ញាអញ្ញៃនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទេគឺប្តីប្រពន្ធរបស់គេនោះឆ្លួរគ្នាខ្លាំងណាស់គេចិត្តលែងលះគ្នាមែនទែនហើយណារីដា អាលុយដែលនៅសល់បំភ្លេចចោលទៅណាព្រោះថាបន្តិចទៀតឯងនឹងគ្នាគង់តែខ្លាយជាសាច់ញាតិនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយទេបងមិនមិញបងថាបងដំចិត្តលែងលះគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅ เนี่ยខ្ញុំតើតែឃើញម្ដងផុសរូបពីក្នុង Facebook ប្រាប់នៃទីមុននេះឯងហៃមើលតើប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់នេះហ៎ហៃហៃមិនក៏ទៅជាបែបនេះអូមករបស់អញ វិចិងរៃហើយមករបស់ឯងនេះវាពូកែប្រឌិតរឿងណាស់ហើយមករបស់ឯងនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្អំមករបស់ឯងតែម្នាក់គុណដែលធ្វើឲ្យយើងនេះអស់ចំណឿលើឯងឈប់មកលួងលោមឈប់មកបោកប្រាស់យើងទីឯងមិនទទួលអារម្មណ៍ដែលត្រូវគេបោកប្រាស់ទេជាពិសេសមនុស្សដែលទុកចិត្ត អញ្ចឹងយើងដូចគ្នាអារម្មណ៍យើងនៅពេលនេះវាតូចចិត្តហើយនឹងឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលរាប់អានមិត្តភក្តិខុសដូចជាឯងនឹងហើយ
ngày nào mũi bà anh chụp rừng ní hai kể cái bọn anh nữa anh đừng mình ở rộng chẳng này anh chụp một bọc ra dưỡng rừng đâm lên lạc nha tiết ná khẩn tí kể phó rụng bạp ní hay anh nở hiện bọc ra dưỡng tiết đấy mà nụ anh ní bọc ra sợ hạt ná xong dưỡng ở bên này chắc cá ở lươn phim tay dưỡng mình chẳng lô lá ở hàng đi tí rồi một dưỡng nè viết đã đai hay bốc cái lực ở hàng nè này nát cái kê score đấy anh cả đừng khuyên anh cho bạn đấy dưỡng tụng mọi anh thế này nè chứ ôi chừng rai vô hay mấy cái tay chỉnh chân vĩnh cranh về chụp lúc này chật lên lạc này hay mấy cái việc tới ba em là hai mình khnì vĩnh thông hay mà ôn tình mới mình cãi ôn xâm lãnh một tích tích mới bây giờ nhà cô nó là hai đây lụa sổ nà bằng anh ní tôi chỉ phân ông ấy thay lại bị lỡ máu bác sừng cót á có bằng anh ní nơi tận đây sẽ mọc khó hãy cho bà mong đi mà nói đi ôn ai mau nè còn anh được cất ấy tiền bây giờ chưa bà bọn sốc gặp hiếm nè rương đây nâng với sầm khăn khăn nè cái nhau mang về đây mình luôn cất cho cất lăng á hát ấy kê rộng xì mến dương á mình mến bóng chì cất cái mới hai vị thay tiết hai cơn chè ôn chứ ngon nè bọn đom hai nâng bằng lẽ quát chập đai kia tăng bị đai tật tí hai sắp tay rốc xì lan tay bên nè còn miến bánh hà nè khnông cừu xa hai nâng tùm nét tùm nông bà đây bà bốn chẳng quán bà gọt chì khmiên ca bà đặt ở rộng ấy nụ tí tay cầm hôn rồi bọc quát nơi nè nơi tà đá đọt đây bóng ấy chuyện khnông ở căn nè bộ dưng cua tà đặt luôn chụp bằng lẽ hai xong quát tà thơ ca khnông niêm chỉ bà ôn bóng thơ chờ môi mà cầm hôn ôn cả thơ chờ môi mà cầm hôn bố lưu thà còn miên bì cầm hôn trái tí thầm anh nâng ôn anh chạy say bóng chạy say tại thơ cầm hôn chờ môi quán nâng chạy say á vì mình sầm khăn tí cứ dương miên đầm nành chị bóng phá ôn chị sạch chim bà con hên tại bạc để say ôn á nâng rộng rừng hai đứa dễ quạt chơi chắc tại mình nụ đôi bằng lẽ nên này dốc mà nô sự chết tần á chị thông mình hên bạn để xa chờ môi nằm bộ dân nô tí chưa tay nè bon sắp cái chồng này ôn kịch tha dân cua ta từ đầu con hai sầm đánh ở xong chị nè để vô chết con trai từ chỗ ở sân tập đăng ca nghe gặp gian tàng ông chồng này ôn có đôi khí hai bình tọt máu dân nâng